Xin chào mọi người, mình tiếp tục lên Dell Latitude 7390 nha mọi người. Vẫn là cái bảng i7 Gen 8 RAM 16 SSD 512. Vỏ thì là cũng phủ lớp nhung chống trơn trượt á mọi người. Ví dụ như nhìn nghiêng như thế này, mình thấy cái dấu sticker nè trước á, ở bên thế giới, nhưng mà nhìn trực diện như thế này thì mình lại khó thấy mọi người ha. Chung máy thì không có trầy xước gì nhiều, nhưng mà là nó chỉ bị là cái dấu sticker á, mình nhìn nó hiện lên thân máy, nhìn trực diện thì khó thấy, còn nhìn nghiêng 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 nghiêng, nghiêng thì mình thấy nó nhiều. Vậy thôi ha. Cái phần nhôm này cũng rất là đẹp, hầu hết là không có trầy trụa gì luôn á mọi người. Đây, nhưng mà được cái là cái dòng này là rất là thích, tại vì là cái màn hình nè mọi người full HD IPS không nói rồi, mà cái mẫu full viền, cái mẫu full viền, cho nên là nhìn cái laptop nó rất là đẹp, nó sáng. Cái mẫu có thể là gập như thế này mọi người ha, 180 độ để là bật lên bật xuống, phím còn rất là đẹp. Đây mình đang bấm xem 4K. Mình giới thiệu về cái ngoại hình nó, màn hình rất là đẹp nha mọi người, không lỗi, không bầm, không đốm, không gì hết. Nói chung là máy là hoạt động hoàn hảo, đẹp, không điểm chê luôn, chỉ chê cái chỗ là cái vỏ nó có cái dấu sticker đó, là dán lên nãy giờ mình quay cho mọi người xem á. Dell Latitude 7390 i7 nè mọi người nè, thế hệ 8 à, 8650U. Ta thế hệ 8 thì 8 CPU nha mọi người. RAM 16GB và SSD là 512GB. Mẫu rất là đẹp, mẫu 7390 thì gọi là nổi tiếng bền đó mọi người. Về sử dụng sau này mình lỡ mà làm bể vỡ hay làm hư cái này kia thì thay đồ, thứ nhất là cũng rất là dễ. Cái mẫu nó lành, nó ít bị hư vặt đó mọi người, rất là ổn luôn. Cái mẫu gọi là cái mẫu này, cái mẫu vừa đẹp mà vừa bền nữa. i7 thế hệ 8 ha. Rất là đẹp, nhẹ chỉ có 1,2 kg thôi mọi người. Đây nè. Màn hình 13.3 inch nha mọi người. Cái size doanh nhân thì hay làm vậy, mỏng dánh nè, nhẹ có 1,2 kg mà. Đây mọi người, các ngõ kết nối. Cái này thì SD nè, USB rồi ngõ mạng. Chắc là bên này. Bên này là có ngõ sạc nè, Type-C, HDMI, USB. Nhưng mà các ngõ kết nối là nó đầy đủ hết mọi người ha. Mỏng dánh nè, nhìn cái máy rất là sang, đặc biệt là full viền á, nhìn lúc nào nó cũng sang hết. Em báo giá cho mọi người, giá cực kỳ tốt luôn, 8 triệu rưỡi thôi trên con máy như thế này ha. Dell Latitude pin trên 3 giờ nha mọi người, máy kèm sạc zin, không lỗi lầm gì hết trơn á, hoạt động rất là ok. Đã test rất là ok rồi mọi người, bao zin 100%, không có sửa chữa, mọi người cứ yên tâm. Cái phần máy thì không, mình thấy là không có trầy xước hay bể vỡ gì nhiều, chỉ là trên cái mặt của nó là dính cái sticker vậy thôi à. Không phải là dính nữa, mà có nghĩa là nó hiện trên cái vỏ nhung, nó giống như mọi người mà cái áo dài nhung hay cái tấm khăn nhung á, mình vuốt qua vuốt lại vậy, nó không thể nào mà nó ngay được. Thì cái này mình cứ tưởng tượng là như vậy, nếu mà ai chưa biết tới cái dòng này nó vậy ha mọi người. Rồi ai chốt thì inbox mình, cọc 1 triệu mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó, nếu mà máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình.